Manchester United tiếp tục nổ tân binh thứ ba và chỉ còn công đoạn cuối cùng để hoàn thành mục tiêu. Trước năng suất không thể cản phá của Quỷ Đỏ, các ông lớn khác tại châu Âu không thể làm ngơ. Và mới đây nhất, Paris Saint-Germain đã ra động thái đầu tiên khi sẵn sàng cướp hàng MU với một lời đề nghị kèm mức giá không thể tin nổi. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chi tiết những diễn biến mới nhất trên thương trường hè 2024 qua bản tin chuyển nhượng hôm nay các bạn nhé. Arsenal dọn đường giúp Liverpool để đón sao Euro 2024. Nếu Arsenal có chữ ký của Ricardo Calafiori, nhiều khả năng họ sẽ từ bỏ thương vụ Mark Weahy, người cũng được Liverpool theo đuổi. Team Talk cho biết, Liverpool siêu tự tin có thể đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 65 triệu bảng với Mark Weahy. Bên cạnh đó, Manchester United hay Arsenal cũng đặt trung vệ tuyển Anh ở trong tầm ngắm. Có điều, theo The Times, pháo thủ đã bị cản trở bởi định giá khổng lồ 70 triệu bảng từ phía Crystal Palace. Họ thực sự để mắt đến Weahy trước khi tiếp cận Ricardo Calafiori. Lúc này, các báo cáo ở Italia cho biết Arsenal đã ở rất gần với Calafiori. Mức giá của cầu thủ này chỉ bằng một nửa so với Weahy. The Times cho rằng Arsenal sẽ không quay lại với Weahy một khi đã có Calafiori. Tất nhiên, động thái đó sẽ khiến Liverpool mở cờ trong bụng. The Kop đang tìm người thay thế Joel Matip, người đã rời đi theo dạng tự do vào ngày 30 tháng 6. Matip hiện đang đàm phán về việc ký hợp đồng với nhà vô địch Bundesliga Bayer Leverkusen. Liverpool cũng đã giao bán trung vệ trẻ Van der Beek với giá 20 triệu bảng. Những nước đi trên cho thấy rằng Liverpool đang chờ mua một hậu vệ đẳng cấp. Các cuộc đàm phán giữa Palace và Liverpool đã được tổ chức. Weahy không thúc ép câu lạc bộ bán mình, nhưng nếu hai bên đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng, việc giải quyết các điều khoản cá nhân sẽ không thành vấn đề. Một trong những lý do khiến Palace định giá Weahy rất cao, ngoài vấn đề chuyên môn, còn có điều khoản bán đứt. Chelsea sẽ được hưởng 20% số tiền thu được từ việc bán Weahy, và do đó Palace muốn đẩy giá càng cao càng tốt. Paris Saint-Germain nổ bom tấn 70 củ, cướp mục tiêu Manchester United. Paris Saint-Germain đã sẵn sàng bán đứt Manuel Ugarte cho Manchester United. Nhà báo Fabrizio Romano thông tin, Paris Saint-Germain sẵn sàng để Manuel Ugarte rời đi với điểm đến là Manchester United vì họ muốn có João Neves bằng mọi giá. Trong khi đó, Mundo Deportivo tiết lộ đại diện nước Pháp đang đàm phán về mức giá 70 triệu euro cho cầu thủ 19 tuổi này. Họ tin rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha, người đã hai lần góp mặt ở vòng bảng cho Bồ Đào Nha tại Euro 2024, có thể chơi tốt với Vitinha để tạo thành cặp tiền vệ trung tâm ăn ý ở mùa tới. Đáng nói, Neves cũng nằm trong danh sách chuyển nhượng của Manchester United. Tuy nhiên, Benfica chắc chắn sẽ không bán cầu thủ này với giá rẻ. Quỷ Đỏ đã bỏ ra hơn 100 triệu euro để mang về hai tân binh ở phần đầu mùa hè năm nay. Do đó, họ sẽ cần cẩn trọng hơn trong những chữ ký sắp tới. Theo đuổi một thương vụ tốn kém như Neves có vẻ như không phải là ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford hiện tại. Giám đốc Bayern Munich tỏ rõ quyết tâm ở thương vụ Xavi Simon. Xavi Simon là một cái tên được khá nhiều ông lớn quan tâm, đặc biệt sau khi cầu thủ này thể hiện một phong độ xuất sắc tại Euro 2024. Gần nhất, giám đốc thể thao của Bayern Munich Max Eber cho biết họ đang nỗ lực để có được chữ ký của tiền đạo người Hà Lan. Eber nói, tôi đã đưa cậu ấy đến Leipzig, chúng tôi đã thấy ở Bundesliga và tại Euro rằng cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi đang cố gắng mọi cách để có một đội hình hàng đầu trong mùa giải mới, Eber nói thêm. Simon hiện thuộc biên chế của Paris Saint-Germain. Mùa trước anh chơi bóng cho RB Leipzig theo dạng cho mượn. Việc anh đã có thời gian được kiểm chứng tại Bundesliga khiến Hùm Xám rất thích thú với thương vụ này. Một số thông tin trước đây có đề cập rằng bến đỗ yêu thích của Simon là Barca, nhưng hiện tại để Barcelona theo đuổi thương vụ này là không dễ vì những vấn đề liên quan đến tài chính. Man United cũng có quan tâm, nhưng nhà báo Fabrizio Romano cho biết Bayern Munich vẫn đang dẫn đầu cuộc đua. Chelsea ở rất gần người hùng C1 của Real Madrid. Ở mùa giải vừa qua, dù thể hiện tương đối ấn tượng trong thời gian Thibaut Courtois ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn, tuy nhiên, Andriy Lunin vẫn không thể chiếm trọn lòng tin từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Anh ngay lập tức bị đẩy lên băng ghế dự bị khi thủ thành người Bỉ quay trở lại. Chính vì thế, dù Real Madrid đã đề nghị Andriy Lunin một bản hợp đồng mới, nhưng bản thân tuyển thủ Ukraine không còn mặn mà với việc làm kép phụ cho Courtois tại Santiago Bernabeu và để ngỏ khả năng rời câu lạc bộ mùa hè năm nay. Trong bối cảnh đó, Chelsea đã nhảy vào cuộc. Theo nguồn tin từ nhà báo Alberto Pereiro, The Blues ở rất gần với việc chiêu mộ thành công Andriy Lunin. Truyền thông Tây Ban Nha cũng khẳng định anh sắp gia nhập đội bóng phía Tây London. Dù sở hữu hai thủ môn tương đối chất lượng, Jorge Petrovic và Robert Sanchez, tuy vậy Chelsea dưới thời của Enzo Maresca vẫn chưa yên tâm về vị trí này. Andriy Lunin sẽ là sự bổ sung chất lượng dành cho The Blues.
Liverpool tham vọng chiêu mộ 3 sao Bundesliga. Với Liverpool, nhu cầu bổ sung thêm nhân sự là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh huấn luyện viên Arne Slot vừa mới tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm Jurgen Klopp. Thế nhưng cho đến nay, Jacob vẫn đang án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng và chưa mang về bản hợp đồng đáng chú ý nào. Dù vậy, trong thời gian sắp tới, nhiều khả năng Liverpool sẽ kích hoạt những bom tấn đã được họ ngắm nghía từ lâu. Mục tiêu của huấn luyện viên Arne Slot là tăng cường nhân sự ở cả 3 tuyến khi họ vẫn thiếu một trung vệ đẳng cấp để đá cặp cùng với Virgil van Dijk. Một số 6 chất lượng tại khu vực trung tuyến thay thế Walter Endo đã lớn tuổi và một cây săn bàn có thể chia lửa cùng Mohamed Salah do Darwin Nunez chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Để có thể giải quyết cả 3 nhu cầu đó, đội chủ sân Anfield đã hướng tầm mắt đến thị trường Bundesliga. Cụ thể, bộ ba được Jacob nhắm đến là trung vệ Mohamed Simakan từ RB Leipzig, tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern Munich và chân sút trụ cột Dortmund Karim Adeyemi. Với Mohamed Simakan, anh đang tiếp bước các đàn anh như Dayot Upamecano hay Ibrahima Konate để khẳng định bản thân như là một trong những tài năng phòng ngự triển vọng nhất châu Âu. Nơi hàng tiền vệ Joshua Kimmich sẽ là số 6 cần thiết để huấn luyện viên Arne Slot có thể giáp vào đội hình vốn đã có sẵn hai chân truyền đầy sáng tạo Alexis McAllister và Dominic Szoboszlai. Cuối cùng, ở mặt trận tấn công, Karim Adeyemi sẽ là sự bổ sung quan trọng cho Jacob khi anh sở hữu tốc độ xé gió, khả năng chớp thời cơ nhanh nhạy và vô cùng hiệu quả trong khâu dê bóng tạo đột phá. Chân sút của Dortmund hứa hẹn đóng vai trò người chia lửa cùng Mohamed Salah trong việc đáp ứng nhu cầu tìm kiếm bàn thắng cho đội chủ sân Anfield mùa tới. Man United chỉ còn cách Ugarte bước đàm phán cuối cùng. Theo Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain đã sẵn sàng bán đứt Manuel Ugarte cho Manchester United. Quỷ đỏ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, họ sớm công bố hai tân binh chất lượng. Theo đó, Joshua Zirkzee cập bến Old Trafford từ Bologna với giá khoảng 42,5 triệu euro kèm điều khoản thanh toán trong 3 năm. Thương vụ Lenny Yoro tiêu tốn khoảng 50 triệu euro cùng với các điều khoản bổ sung có thể tăng lên tới 70 triệu euro. Khi thương vụ Euro ra mắt quỷ đỏ còn chưa hạ nhiệt, Manuel Ugarte nhanh chóng đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng này. Mới nhất, ký giả Romano thông tin thêm, Paris Saint-Germain sẵn sàng để Manuel Ugarte rời đi với điểm đến là Manchester United vì họ muốn có João Neves bằng mọi giá. Sau thỏa thuận cá nhân giữa Neves với Paris Saint-Germain, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra với Benfica về mức phí chuyển nhượng. Manchester United và Paris Saint-Germain cũng đang đàm phán về mức phí của Ugarte. Như vậy, chỉ cần đáp ứng được mức giá yêu cầu, quỷ đỏ sẽ có được người mình cần từ Paris Saint-Germain. Sau đó, họ sẽ bán đứt Casemiro hoặc là Scott McTominay. Và đó là những thông tin chuyển nhượng hấp dẫn có trong thế giới túc cầu 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like và đăng ký fanpage để cùng cập nhật những tin tức hot của thế giới túc cầu một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các số bản tin tiếp theo.